Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Bảo. Có rất nhiều người hỏi mình rằng là vì sao mà mình lại có thể thành công với nghề đến vậy? Muốn biết lý do vì sao, xin mời các bạn cùng theo dõi cách làm của mình nhé. Chị Trang ơi, chị đã tham gia gói hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nào chưa ạ? Thôi thôi em ơi, chị tham gia đâu, chị sợ lắm. Chị sợ gì vậy? Sợ gặp phải tư vấn vu vơ, loanh quanh tư vấn mập mờ. Thôi, cho lại là chị không chơi nhá, chị không tin bảo hiểm đâu em. Chính vì thế, hôm nay em mới đến đây để giúp chị hiểu đúng và mua đủ khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, chị ạ. Thôi thôi, chị không có tiền đâu em ạ. Chính vì thế, ngày hôm nay em mang tới cho chị một giải pháp để giúp chị trong mọi tình huống, chị vẫn có tiền. Khỏe mạnh sống lâu, chị có tiền. Ốm đau nằm viện, chị cũng có tiền. Mà chẳng may mất sớm, khi chị đang là trụ cột trong gia đình, thì những người thân yêu của chị ở lại, họ sẽ có tiền để trang trải cuộc sống, chị ạ. Thôi em ơi, chị vừa mới xây nhà xong, bây giờ chị đang phải đi cày để trả nợ này. Chính vì thế, ngày hôm nay em mới đến đây để mang cho chị một giải pháp để giúp chị luôn đảm bảo chị sẽ trả được nợ trong mọi tình huống rủi ro bất ngờ. Chị nghe em nói thì cũng được, nhưng mà bây giờ chị đang khỏe mạnh này, chị chưa cần mua nhé. Khi nào mà chị cần ấy, chị sẽ liên hệ em, ok? Chị Trang ơi, chính vì lúc này chị đang khỏe mạnh và chị chưa cần đến bảo hiểm nhân thọ thì em mới có mặt ở đây để giúp chị, bởi vì rất có thể lúc chị cần thì chị sẽ không mua được bằng bất kỳ giá nào đâu, chị ạ. Đúng là thế thật. Bởi vì là cuộc sống không phải là lúc nào cũng ngọt ngào, mà ngọt ngào đến mấy cũng tạm thành mây. Thôi được rồi, em có thể tư vấn cho chị rõ hơn một chút nữa để cho chị hiểu quyền lợi khi chị tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Câu thần chú chính vì thế đã giúp Minh Bảo thành công hơn với nghề. Các bạn hãy nhớ luôn lắng nghe, đồng cảm và kiên nhẫn với khách hàng các bạn nhé.